Qua hơn 3 năm thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn của tỉnh Tuyên Quang, đến nay đã có 128 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Nhờ chương trình, nhiều sản phẩm đã trở thành hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao. Năm 2020, sản phẩm chè của Hợp tác xã Chè Ngân Sơn, Trung Long được công nhận OCOP 3 sao. Hợp tác xã đang xây dựng mở rộng nhà xưởng 2.000m² với công suất thiết kế lên đến gần 25 tấn chè tươi mỗi ngày. Ngoài bao tiêu sản phẩm cho các xã viên, hợp tác xã cũng đang thực hiện liên kết với các hộ gia đình trồng chè khác ở trong và ngoài huyện với diện tích gần 1.000 ha. Hợp tác xã là tìm đủ các mọi cách, các cái hướng đi, các cái đơn vị để liên kết, để hướng tới sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài. Cũng có cái mong muốn là trong một vài năm tới thì sẽ đẩy mạnh về cái chất lượng sản phẩm, làm sao để đạt các cái tiêu chuẩn để xuất khẩu đi, sản lượng nó được lớn hơn. Trung bình mỗi tháng, đơn vị này sản xuất được khoảng 6 tấn chuối khô sấy. Sản phẩm hiện đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trong nước và đang hướng tới xuất khẩu. Quả chuối Tây vốn có sẵn ở nhiều địa phương trong tỉnh. Khi chương trình OCOP khởi động, loại quả này được Hợp tác xã An Quang chế biến và đang khẳng định thương hiệu giá trị của mình. Sản phẩm được đánh giá xếp hạng đạt OCOP 3 sao rồi lên 4 sao. Đây là động lực giúp Hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh lành mạnh. Khi hình thành thì đơn vị cũng đã chú trọng đến cái vùng nguyên liệu, thì cũng đã liên kết với một số hợp tác xã ở trên địa bàn tỉnh, cũng cung cấp, thường xuyên cung cấp đầy đủ nguyên liệu đến cho đơn vị. Và hiện tại bây giờ thì vùng nguyên liệu thì đã đáp ứng tương đối đầy đủ. Để có được thành công trong chương trình OCOP, mỗi hợp tác xã, chủ thể hay địa phương sẽ có cách làm sáng tạo riêng, nhưng đều cho thấy khi có quyết tâm cùng giải pháp phù hợp, sát thực tiễn sẽ tạo nên sản xuất hàng hóa đối với nông sản có thế mạnh ở địa phương.